Rồi giờ lại chở gươm cuồng nè các bạn ơi, giọt giọt đạn đi lên xe luôn nè, để leo xe cái coi lộn có đạn không các bạn? có anh lụng đạn luôn á. Lộn quá. Ôi nãy chuồng chạy hả? Chuồng chạy đặng á thì chạy liên hả? Rồi giờ lại đặng chở gươm các bạn ơi, leo leo lên cái thùng một ngồi hai phần ruộng từng. Rồi giờ chuẩn bị mình bỏ gươm cuồng lên các bạn ơi. Thank you.
giờ xe tới trước các bạn ơi, giờ dài dài tới. Giờ anh tài xế bỏ cho cái xe nó trôi từ từ đi các bạn ơi. Mình qua bên đó mình chuyển qua đây. Xoay lên đầu trên các bạn ơi, chạy lên trên luôn. Xong đám bên đây rồi các bạn ơi, giờ mình cho qua bờ chắc đám kế bên.
Rồi còn cục cuối cùng giác lên cọc rồi các bạn ơi. Rồi gom mình đưa lên xong rồi các bạn ơi. Giờ hạ dây xuống cọc. Bây giờ mình trải nghiệm lần đầu chạy chiếc công nông này các bạn ơi. Bây giờ mình thử chiếc công nông này. Rồi chào các bạn nha, mình lần đầu mình trải nghiệm qua chạy thử chiếc công nông này các bạn ơi. Giờ đưa lại cho anh chạy, mình thử qua thôi chứ cũng không dám chạy xa đâu. Thấy cũng dễ chạy. Chúc các bạn coi vui vẻ, thành công trong công việc.